Xin kính chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình chia sẻ cái cách cắm hoa để lên ngôi Tam Bảo là bàn thờ Phật ở trong gia đình nha các bạn. Thì chúng ta thiết kế cái kiểu chúng ta dựng lên cái khung sườn của cái bình hoa. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái bề ngang nó là bao lớn, cái bề dày nó là bao nhiêu khi chúng ta cắm rồi. Để lên rồi cái bề ngang á, thì sợ nó không vừa nha. Rồi cái bề cao thường là ở trên nó có cái bóng đèn đó các bạn, để lên nó khuất đi cái bóng đèn thì nó cũng không đẹp. Rồi đằng trước cái bình hoa, tức là mình để cái bình hoa nó nằm ở đằng sau cái lư hương để nó dựa vô cái miếng trần. Thì cái bề dày của nó, bề dày nó nếu mà dày quá thì chúng ta để vô không vừa nha các bạn. Ví dụ như mình cắm cái bình hoa mà để bàn đi thì nó dễ, các bạn, nó trống nè. Mình muốn cắm bao lớn cũng được, bề cao cũng được, để vô nó cũng lọt hết á. Bàn của quyền thất tổ nè, là bàn thờ ông bà thì nó cũng dễ hơn ha, để nó ít cứ khi nào nó dướng. Nhưng mà trở lại là cái bình hoa mà để lên ngôi Tam Bảo á thì nó hơi khó nha. Khó là khó ở cái chỗ cái không gian đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta muốn cắm kiểu nào thì chúng ta thiết kế cái sườn đó. Hôm nay mình nói hơi nhiều ha, tại vì có một số anh chị em yêu cầu, thì cho nên hôm nay mình cụ thể nha. Thì cái quan trọng là nó nằm chỗ này nè các bạn. Khi chúng ta cắm cái bình hoa rồi, chúng ta nên nhớ rằng cái bình hoa nằm trên ngôi Tam Bảo thì chúng ta phải nhìn lên rồi đó. Cái bình hoa nó sẽ trên cái tầm nhìn của mình, cho nên chúng ta thiết kế như thế nào khi chúng ta cắm rồi mà ở dưới chúng ta nhìn hơi xéo lên cái bình hoa mà nó không bị khuất, thì cái điều này á, khi mình cắm rồi á, bông hoa lên nó sẽ rất là đẹp. Còn chúng ta không có nhớ tới cái việc đó mà khi mà chúng ta cắm hoa rồi, khi chúng ta để lên ngôi Tam Bảo thì cái bình hoa nó cao lên trên, cao lên cái tầm nhìn, trên cái tầm nhìn mình thì nhìn lại cái bình hoa không đẹp. Nhưng mà chúng ta để ngang tầm nhìn hoặc là dưới tầm nhìn thì nó sẽ đẹp. Thì cái điều này là một cái điều rất là quan trọng nha. Bởi vì cái bình hoa, ví dụ như cái bình hoa để bàn nè, thì chúng ta ở trên nhìn xuống rồi đó. Tại vì cái bàn nó nằm ở dưới, nên chúng ta trên nhìn xuống thì chúng ta phải thiết kế cái kiểu trên nhìn xuống. Hoặc là bàn thờ ông bà thì nó nhìn ngang, tại vì cái bàn thờ đa phần là nó ngang ngang tầm nhìn mình. Còn trở lại có một cái là cái bình hoa mà nó nằm ở trên cái ngôi Tam Bảo thì mình phải nhìn xéo lên này nè các bạn. Thì mình nhìn xéo lên, đúng không? Thì ở đây mình sẽ đặt cái máy cụ thể cho các bạn xem luôn nha. Tức là cái bình hoa hiện thời nó nằm ở trên nè. Bây giờ ở đây là nó ngang tầm nhìn, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta để lên ngôi Tam Bảo thì có phải là ở dưới này nhìn lên không? Thì khi chúng ta cắm hoa rồi, chúng ta bưng lên cái ngôi Tam Bảo, chúng ta để lên trên thì trở lại là nhìn nó bị khuất hoặc nó không đẹp. Thứ nhất là cái lư hương. Mà cái lư hương nó nằm ở đâu? Cái lư hương nó nằm ở đằng trước này nè. Thì nếu mà chúng ta cắm cái bình hoa thấp ở dưới đây, khi chúng ta để lên thì nó thứ nhất là nó vướng cái lư hương, thứ hai là khi chúng ta nhìn lên thì không thấy cái bình hoa. Thì ở đây là một cái điểm mà nói chung là mình cần phải lưu ý nha. Rồi cái bình hoa này nó nằm ở trên cái tầm nhìn mình, thì khi chúng ta dựng cái sườn lên rồi chỉ còn gắn hoa vô là xong ha. Vậy thì mình không có dông dài nữa nha, mình chỉ cụ thể bao nhiêu đó thôi. Bắt đầu mình tiến hành. Còn cái phần mình thiết kế kiểu nào thì tùy ha. Bây giờ mình cặn lên cho các bạn xem nha. Cái này nó hơi dài chút xíu, các bạn thông cảm nha. Rồi. Ở dưới đây mình thiết kế nguyên một cái dàn đặt giống như là cái cánh sen vậy các bạn ha. Ở trên đây thì mình nhìn thấy cũng như cái lá bồ đề đi ha. Rồi, nói chung thì nó chỉ tương đối đi. Chứ còn mà nó giống quá thì thật ra thì mình cũng không có đủ cái tiêu chuẩn để mà làm cho nó giống đặc biệt luôn thì không có được. Chỉ tương đối đi ha. Rồi, các bạn xem cái này nó hơi dài, mình nói hơi dài. Cái ban đầu các bạn đừng có buồn nha. Tại vì mình cụ thể cho một số anh chị em nè. Rồi bắt đầu mình tiến hành ha. Hôm nay mình để trên cái ghế đằng mà mình lấy cái máy nó nằm ở dưới mà nhìn lên giống như con mắt mình, mà mình nhìn cái bình hoa nằm ở trên các bạn.
và đăng cho nó cụ thể. Chứ khi mình cắm cái bình hoa rồi mình để lên trên lại một phút nha, phút thì cái điều này nói chung là cắm thì đẹp nhưng mà đem lên rồi nhìn không thấy. Thứ nhất là phút cái lư hương nhìn không thấy, bởi nó thấp đây nè, bởi lư hương lên mây cao nè. Cái này ví dụ như là cái mặt bàn đi, thì cái lư hương nó sẽ lên mây cao gì thì khi mà mình để vô rồi thì nhìn không thấy, bị phức. Hai bên này cũng vậy, đa phần là nếu mà ngôi tam bảo, mình kêu ngôi tam bảo tức là biết bình đạo Phật giáo hòa hảo rồi đó, thì cái bề ngang cái miếng trận là bao lớn. Ở ngoài này có lẽ là cái chân dung của đức thầy hoặc của người ta xa hơn thì dễ mà nó gọn trong đây, hoặc là cái nhà hồi trước mà cái giọng thợ các bạn khoét nhỏ xíu vậy nè, rồi chúng ta cắm cái bình hoa rồi chúng ta để lên nó không có vừa nha. Đó, cụ thể bắt đầu mình tiến hành nha. Thì hôm nay mình cắm mình để trên cái bàn nó hơi khó cho mình, nhưng mà mình cụ thể một cái cho mấy anh chị em nha. Hơi lâu một chút các bạn thông cảm nha. Rồi, còn cái này nữa nè, khi chúng ta mua cúc mà người ta quấn lưới như vậy đó, các bạn nên xả nó ra trước khi chúng ta cắm, xả nó ra khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng ta ngắm nó vô nước dưới cái gốc nè. Các bạn buông nó đi, để làm cái gì? Khi mà cái bông hoa này nè, nó nở ra rồi các bạn cắm vô các bạn sẽ dễ nha. Còn cái bông mà nó còn lưới, nó còn chùm ngõm ở trong đây nè. Khi mình cắm ra rồi, khi nó nở ra rồi là nó không có đẹp nghe các bạn. Tại vì nó nhỏ ở trong đây, khi mình cắm rồi, cái tới khi nó nở ra thì nó sẽ đặc hết rồi, hoặc là nó sẽ lộn xộn ra mà chúng ta rất là khó nha. Thành ra trước khi chúng ta cắm hoa thì chúng ta nên ngắm nó vô nước nè. Các bạn thấy nha, cái lá này nè rất là xanh đúng không? Rồi cho nó dễ nha. Và bây giờ á, cái bình hoa như thế này á, thì cái vàng này là cái bông nhỏ nha, ở đây là cái bông bự nha. Mà chúng ta đưa cái bông bự vô mà nó bị phức rồi thì cũng thua nha, coi không được nha. Chúng ta lựa cho nó tương đối nha. Cái clip này nó hơi dài, các bạn thông cảm. Cái màu vàng ở trên giúp cho các bạn ạ. Mình cắm đằng sau này là mình giấu luôn cái cây nha các bạn. Cái này cái gì chứ, nó hơi thấp nè, mình cắt nó bị thấp nè. Cắt lại. Tại vì cái này nó hơi giống như là mình trực tiếp mình không có tua các bạn, thì nó hơi lâu lắc một chút, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà các bạn xem qua một lần thôi, các bạn sẽ thấy nó khác liền. Nè, tại sao mà mình phải xé cái lưới ra trước nha, xé cái lưới ra trước để cho cái bông hoa nó nở rồi chúng ta cắm vô, thì tôi nói hồi nãy đó, là nó sẽ đẹp hơn đó. Các bạn nhìn nè, nếu như cái bông này mà nó chưa nở á, mà mình đưa vô ngay chân chỗ này á, thì mình đâu có biết khi nó nở ra là nó bằng bao lớn đâu. Cái bông là mình tính để chỗ này nè, phải không? Mà bây giờ nếu mà mình để cái bông nhỏ hơn nè, các bạn xem đi, thì cái chỗ này nó sẽ cũng không có hợp lý không, đúng không? Mà nó bự quá cũng không hợp lý. Bây giờ mình xé
cái lưới nó ra rồi, mình cho cái bông nó nở đàng hoàng rồi thì mình sắp vô ngay chân chỗ đó thì nó rất là dễ nha. Rồi mình kiếm một cái bông cho nó vừa cái chỗ đó đi, nó bự quá nó cũng không đẹp mà nó nhỏ cũng không đẹp nha. Bởi vì đa phần khi mà người ta cắm ly á, bông ly á, các bạn thấy cắm bông búp vậy đó, chứ khi mà nó nở ra rồi đó ha, nhiều khi nó sẽ thay đổi nha các bạn, nó thay đổi bằng một cái hướng mà có lẽ là nó xấu hơn đó. Còn nếu mà cắm ly á, thì chúng ta có thể là cắm ly nở, còn cắm ly búp á, thì cũng tùy theo, nói chung thì nó nhiều nó cũng kỳ. Rồi, nhiều tính nhiều đi. Mình biết tới đâu mình chia sẻ tới đó đi. Lâu các bạn thông cảm nha. Đây nè, cái bông ý của mình là mình muốn cho nó nằm chỗ này, mà nếu mà nó bự ra quá thì nó sẽ phức ra trên, mình cũng đã bị rồi. Khi chúng ta cắm thì nó búp, mà khi nó nở ra rồi thì nó sẽ bị phức. Bữa nay nó hơi lâu các bạn xem luôn nè. Khi mà chúng ta cắm á, mà chúng ta cắm nó dựa sát như này thì cái bông nó sẽ bị méo luôn nha. Mà bây giờ cái chỗ này thì nó khó. Tại vì ở trong nó có cái nó đụng cái mấy cái thông cao. Hơn nữa hôm nay mình để trên cái ghế thì mình cắm nó khó. Rồi, thì đó là ok nha. Chúng ta cho nó hở cái lá này ra. Hở cái lá này ra thì cái bông nó nở sẽ bị tròn. Các bạn cắm sát vào trong cái lá này một chút xíu nữa nó nở, nó sẽ méo cái bông luôn. Nó còn nở thêm đó. Chúng ta phải kiếm một cái bông cho nó vừa cái chỗ đó. Chứ nếu chỗ này mà chúng ta đi nó bự vô gì làm sao mà coi được các bạn, nó sẽ khuất luôn nguyên cái vàng này luôn. Mà cái vàng này thì nên để cho nó mang chung với cái lá bồ đề trên này. Xem cái clip này nó hơi dài rồi đó. Nhưng các bạn thông cảm đi. Thật ra thì mình cũng không có thời gian nhiều. Công việc xong mới làm được.
đó là các bạn, đó khi mà chúng ta nhìn nè, đây lên đây, nếu mà các bạn ở dưới nhìn lên mà các bạn cắm cái bông này mà nó bằng với bông này tức là nó đã bị phức nữa các bạn ha. Cho nên cái việc chúng ta kiếm một cái bông mà đi vô cái chỗ đó mà cho nó vừa đó. Thì nó sẽ khó, nó sẽ lâu nữa các bạn. Khi chúng ta xài cúc nhánh nè thì nó có được cái lợi thế nè, chúng ta sẽ cắt mấy cái bông nhỏ chúng ta tạo thêm ha. Thì bây giờ cái bông nhỏ đa phần là người ta cắm người ta ít có tận dụng nó bởi vì nó lâu. Mình bây giờ mình xài hết nha các bạn. Chúng ta thiết kế kiểu nào mà cắm cái bông, cái hoa mà chúng ta cắt nên mà nó ngắn nhất các bạn, càng ngắn càng tốt, nó sẽ lâu tàn ha. Mà nó sẽ nở đều hết trơn luôn. Còn các bạn mà cắm nó dài đó nha, càng dài càng dở. Ngắn ngắn gì không ạ? Rồi, xem là chúng ta có bị phức cái nào chưa, có cái bông nào nó bị phức với cái bông nào chưa. Rồi hãy cật chút ha, gùm lại luôn, sát lại luôn. Rồi không có nào phức nào hết ha. Tiếp tục.
cái mức độ cho nó vừa nha các bạn, khi nó nở ra là vừa nha. Các bạn cắt nó ngắn vậy nè, thì chúng ta cắm vô nó có cái lợi thế là nó sẽ lâu tàn ha. Mấy cái bông này nếu mà nó lớn quá là nó sẽ phút cái cánh ở đằng sau nha các bạn, cho nên mình phải xài cái bông nhỏ ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn nó rất là thưa nha, rất là thưa bông luôn, các bạn đếm thì không có bao nhiêu cái bông luôn ha. Rồi bây giờ mình hoàn thành cái bình hoa này nha. Chúc các bạn đang xem ha sức khỏe, gia đình hạnh phúc ha, làm ăn phát triển. Rồi cái bình này mình gì là xong nha.